nếu đã phạt thì đã phải xử lý. Còn các anh, tôi đã xin các anh trước rồi. Em cầm em. Các anh nhất quyết phải phạt thì tôi phải ghi video. Còn nếu các anh xử lý thông tin. Bây giờ thế này nhá. Tôi hỏi anh nhá, hôm nay ngày mùng mấy? Hôm nay ngày mùng mấy? Hôm nay ngày mùng 2 tháng 9. Thế giấy này đi chợ ngày bao nhiêu? Đây. Giấy đi chợ ngày bao nhiêu? Đây. Giấy đi chợ của tôi là ngày mùng 3 tháng 9. Thế là sao anh? Tôi. Thế từ á, tiếp tục. Đây là phường, anh ở thẻ chợ ra vào phường nào? Chợ nào? Chợ nào đã? Chợ Gia Thụy. Còn đây là phường nào? Đây là phường... Đức Giang. Đức Giang. Rồi, xong. Rồi. Xong anh ạ, sai cả địa điểm lẫn cả ngày. Tôi nghe này. Rồi, anh trước tiên ấy, là hôm nay là mùng 29. Tôi đã tuân thủ giãn cách từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ. Và hôm nay là tôi hết thực phẩm, tôi phải đi chợ. Trong khi đó ngày hôm nay mùng 29 là chợ Gia Thụy đã hết. Đã đóng cửa, tôi phải đi ra Bixi để tôi mua. Thẻ đi chợ ngày mùng 3 anh ơi. Đi chợ của tôi là mùng 3, chỉ là ngày mai thôi. Tôi bị nhầm một ngày. Rồi, không sao. Các anh đánh được cái lỗi này. Thế là sai. Là không hề đúng. Sai anh ạ, sai ngay rồi. Nhá. Anh làm thế là không hề đúng. Tôi anh có thể quay phim chụp ảnh nhá, khiếu nại tố cáo nhá, chúng tôi làm không sai được đâu. Quy định nhà nước làm nào chúng tôi làm như vậy. Tôi đã xin các anh là giãn cách phường tôi đã nhầm mùng 3 tháng 9 thì các anh châm trước cho tôi, nếu thì không cho tôi đi thì tôi quay về. Thì các anh nhăm xử lý anh ạ. Ghi và bắt phạt. Như vậy các anh xử lý thế là không có tình. Mà chúng tôi làm tình ấy. Anh ơi, chúng tôi làm bị phạt vì đi chợ sai ngày, sai địa điểm, người đàn ông ấm ức trách công an. Tôi không để ý thời gian vì luôn ở nhà. Mặc dù cầm 4 tờ giấy đi chợ trên tay, song người đàn ông vẫn lý lẽ rằng anh không thể để ý ngày, để ý đến thời gian vì luôn ở nhà. Mới đây, đoạn clip xử phạt người đàn ông đi chợ sai ngày tại phường Đức Giang, quận Long Biên nhận được nhiều sự chú ý. Đáng nói đã vi phạm mà người đàn ông còn cãi cùn, khăng khăng không chấp nhận việc nộp phạt. Trong đoạn clip dài hơn 2 phút, anh này trình bày rằng nhà hết thực phẩm từ ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên, theo đúng ngày trên giấy đi chợ lại ghi ngày 3 tháng 9. Không những sai ngày, anh còn đi sai cả phường. Giấy đi chợ chỉ cấp phép cho người dân được mua hàng trong khu vực chợ Gia Thụy, phường Gia Thụy. Tuy nhiên, người đàn ông lại đi sang tận phường Đức Giang. Tôi đã xin các anh trước rồi, các anh cứ nhất quyết phạt tôi thì tôi phải quay video, còn nếu các anh xử lý theo tình thì thôi. Mặc dù chiến sĩ công an cũng rất bình tĩnh, hỏi lại anh ngày giờ địa điểm cụ thể trên giấy đi chợ để anh nhận ra lỗi sai, song người đàn ông vẫn cay cú cho rằng cán bộ xử phạt như vậy không hề đúng. Trước tiên là hôm nay mùng 2 tháng 9, tôi đã tuân thủ giãn cách từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ và hôm nay tôi hết thực phẩm, tôi phải đi chợ. Thẻ đi chợ của tôi là mùng 3, là ngày mai thôi, tôi bị nhầm một ngày. Các anh cứ vin vào đó để bắt lỗi tôi là không hề đúng. Tôi đã xin các anh là tôi nhầm ngày, các anh châm trước cho tôi. Nếu không cho tôi đi thì tôi quay về. Còn các anh nhăm nhăm ghi và bắt phạt tôi, các anh xử lý vậy là không có tình. Mặc dù cầm 4 tờ giấy đi chợ trên tay, song người đàn ông vẫn lý lẽ rằng anh không biết, không để ý ngày, để ý đến thời gian vì luôn ở nhà. Chiến sĩ công an vẫn cứng rắn yêu cầu anh chấp nhận lỗi vi phạm và ký vào biên bản. Anh có thể quay phim, chụp ảnh, khiếu nại tố cáo, chúng tôi làm theo quy định nhà nước. Không rõ cái kết cuối cùng người đàn ông chịu phạt bao nhiêu tiền, tuy nhiên thái độ và lời lẽ cãi cùn của anh khiến nhiều cư dân mạng bức xúc. Không hiểu bù lu bù loa quay video làm gì, sai thì phạt, chứ ai cũng như mấy anh thì làm sao hết dịch, phạt nặng đi mấy anh. Bạn sai rồi, hãy để họ làm đúng thẩm quyền, nếu không dân sẽ hỏi dịch bệnh từ đâu ra, là từ chính những người thiếu ý thức như bạn đó. Sai thì lịch sự ngay từ đầu, chứ cứ lý do làm gì. Nếu ai cũng mang lý do và nhầm như này thì bao giờ Hà Nội mới hết dịch?